Nhảy múa rất là vui ạ. Nhảy múa làm nóng cơ thể, sau đó là mình học sẽ vui hơn ạ. Đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì các cái tiết học, các cái tiết mà khởi động đầu giờ là một trong những cái phần rất là quan trọng của các tiết học, là nhằm là giúp cho các em là tạo thêm cái không khí sôi nổi này trước khi bước vào các cái tiết học, cũng như là giúp cho các em phát triển một cách toàn diện về phẩm chất cũng như là năng lực, đáp ứng cho với lại là cái yêu cầu giáo dục, yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, để những cái tiết mà sinh hoạt đầu giờ nó đa dạng cũng như là sinh động thì bắt buộc giáo viên thì cũng phải là tìm hiểu rất là nhiều, phải thực sự là rất là sáng tạo cũng phải, và nói chung là phải học hỏi rất là nhiều để mà đáp ứng, để phù hợp với các cái độ tuổi của các em. Chỉ vài 3 phút khởi động trước giờ học đã mang lại cho các em học sinh lớp 4 sự hào hứng để bắt đầu những giờ học một cách thoải mái, vui vẻ. Trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Gia Tê, huyện Gia Krai có trên 570 học sinh, trong đó có 125 học sinh lớp 4. Trường có một thuận lợi cơ bản là đội ngũ giáo viên đáp ứng đủ với kinh nghiệm qua 3 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, để vận hành tốt chương trình sách giáo khoa mới ở lớp 4, ngoài các đợt tập huấn đòi hỏi đội ngũ giáo viên cũng phải dành nhiều thời gian nghiên cứu sách giáo khoa, chuẩn bị kỹ bài giảng, thực hiện linh hoạt đổi mới phương pháp giảng dạy. Có như thế mới tạo được không khí hứng thú, khơi gợi sự chủ động trong việc học tập, nắm bắt kiến thức của học sinh. Yêu cầu của chương trình 2018 là giáo viên phải là linh hoạt, năng động, sáng tạo. Và về phía học sinh thì nhà trường đã tăng cường một số cái công tác, ví dụ như là cho các em tham gia các hoạt động trải nghiệm để cho các em mạnh dạn tự tin hơn. Đó. Rồi là nhà trường đã tổ chức nhiều cái tiết hoạt là công tác dự giờ đấy. Rồi là công tác dự giờ thì như ngay từ tháng 9 này nhà trường đã tổ chức được 2 tiết rồi. Và chuyên sâu của tháng 9 là môn tiếng Việt. Đó. Rồi tăng cường cái công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy. Đó, rồi là nhà trường đã cũng có một số kế hoạch là trong các tháng tiếp theo sẽ cho học sinh đi tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham quan một số di tích của tỉnh hoặc của địa phương. Đấy là nhé. Còn về cái công việc khó khăn á thì đối với chương trình 2018 á thì đòi hỏi là học sinh nó phải có cái sự năng động, sáng tạo và cái phát triển năng lực cá nhân học sinh tốt hơn. Tuy nhiên thì vì học sinh dân tộc thiểu số, thế nên là cái sự mạnh dạn tự tin của các em nó còn hạn chế, thì nhà trường cũng từ từ chỉ đạo với giáo viên đó, là cũng tăng cường những cái hoạt động giao tiếp để các em phát triển được ngôn ngữ tiếng Việt tốt hơn. Bước sang năm thứ 3 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc trung học cơ sở và là năm đầu triển khai chương trình mới ở lớp 8. Tuy nhiên, dạy môn tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn là khó khăn chung của nhiều trường học. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh trung học cơ sở không còn học các môn sinh học, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý, mà học hai môn khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý. Hai môn này được gọi là môn tích hợp, liên môn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, việc dạy môn tích hợp vẫn là một trong những điểm nghẽn và khó khăn nhất khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Có trường, năm lớp 6 thì học song song, năm thứ 7 thì học cuốn chiếu, năm lớp 8 lại học song song. Khoa tự nhiên hồi lớp 6 thì có hai cô dạy nên nó sẽ khó hiểu hơn. Vì đang học bài này sẽ chuyển sang bài khác nên nó hơi khó hiểu tí. Còn môn khoa tự nhiên lớp 7 thì có một cô dạy nó sẽ dễ hiểu hơn. Từ năm học này, cô giáo Lý Cẩm Tú, trường trung học cơ sở Anh Hùng Đúc, xã Gia Kla, huyện Đắk Đoa, đứng lớp với cả 3 nội dung lý, hóa, sinh của môn khoa học tự nhiên, thay vì chỉ phụ trách phần môn vật lý như trước đó. Dù đã được tập huấn trong dịp hè, nhưng cô Tú vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi đảm nhận thêm môn hóa, sinh, nhất là ở những bài giảng chuyên sâu. Môn vật lý thì mình được đào tạo là bài bản rồi, là kiến thức là mình rất là chắc vào cái phần đó rồi. Nên là năm vừa rồi là có được đi bồi dưỡng hai cái môn còn lại.
là môn hóa và môn sinh. Thì khi mà bồi dưỡng về thì được nhà trường phân công là dạy cái môn khoa học tự nhiên 7 là năm trước á, thì mình dạy lớp 6 á, là mình chỉ dạy song song thôi. Có nghĩa là mình chỉ dạy cái phân môn vật lý của mình. Bây giờ là mình dạy theo trong sách giáo khoa, dạy từ đầu đến cuối theo cái trình tự trong các bài trong sách. Thì mình dạy cả hóa sinh. Khó khăn chung của chương trình mới thì như về thiết bị dạy học, học liệu thì chưa có cấp cái thiết bị dạy học mới. Những cái bài sau thì sẽ có thí nghiệm rồi thì nó là sẽ khó khăn cho học sinh tiếp thu. Tới phần sinh rồi thì chắc là sẽ khó cho giáo viên. Giờ không có nhớ mấy thì cứ dạy tới đâu thì cố gắng học tới đó. Rồi còn về cái phân bố, cái mảng kiến thức thì nói chung là bữa nay là mỗi bộ sách thì có theo cái chương trình tổng thể thì nói chung á, nhưng mà mỗi sách thì cũng có những cái cách trình bày khác nhau. Sách này viết như thế này, sách kia viết hơi khác một chút. Nhưng mà nói chung thì giáo viên lý mà dạy hóa sinh thì cũng cực lắm. Mình giáo viên hóa sinh là nói không biết tới phần lý dạy như thế nào. Với các trường trung học cơ sở, 2 năm học vừa qua là cả quá trình nỗ lực và xoay sở. Sau lớp 6 và lớp 7, năm nay đến lượt lớp 8, các trường đã và đang cố gắng gỡ vướng việc dạy và học môn tích hợp từ góc độ quản lý. Giáo viên cũng nỗ lực để đảm bảo nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy môn tích hợp. Từ thực tế triển khai dạy môn tích hợp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sắp tới có thể sẽ có những xem xét điều chỉnh việc triển khai các môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở. Trong thời gian chờ những điều chỉnh của Bộ, việc dạy và học môn tích hợp vẫn đang cố gắng gỡ khó theo cách riêng của các trường và đội ngũ giáo viên.